vào thành phố Hội An các bạn. Mình đi nhận phòng cái rồi đi lang thang thành phố Hội An chơi và phố cổ các bạn. Mình mới mướn được cái phòng nè, 250. Cái khách sạn 2 sao các bạn. Biết đúng đường như vậy. Mình chưa thấy cái nhà cổ ra trên ta. Hay là trong phố cổ mới có các bạn. Có hai cái đèn gõ phía bên. Nó có mấy cái lồng đèn này nè. Đó, lồng đèn treo nóc kia các bạn. Đó, lồng đèn nóc kia kìa. Đẹp kia không? Đặc trưng của Hội An các bạn. Đây các bạn. Ở đây mình thấy các bạn. Nãy anh có điện đặt cái phòng á? Dạ sao ạ? Anh có điện đặt cái phòng á? Dạ. Em mượn chút anh được không ạ? Anh đừng có khổ sai với em nha. Không, anh tên đi liền à? Anh tắm rửa cái. Anh tối cũng đừng khóa với em nha. Ok. Ủa mình để xe đâu? Ở dưới hầm dưới hay là để trước? Ở trước nhưng mà có bác bảo vệ. À, là cứ bác cứ canh này bác chắc đâu luôn. Có gì bác canh đừng khóa cổ là được. Anh xin nha. Đây là máy wifi của mình nha anh. 102 anh đi tới xíu phòng thứ hai với bác. Rồi ok. Phòng các bạn. Dám ăn keo các bạn. Mình xúc quá. Đây phòng nè các bạn. 250k. Gần thành phố Hội An. Đồ móc áo nè. Có bữa mấy ngày ăn sáng quá. Có máy sấy à. Không có tủ các bạn, có này máng thôi. Đây. Ơi, im á. Để dậy các bạn. Tủ lạnh. Không có nước suối đâu, hồi giờ mình xin nước suối. Đây nước suối đây. View này ngắm cái gì các bạn? Ô, có hồ bơi. Mai ra bơi các bạn. Có đồ pha trà luôn nè. Không có trà để pha. Ấm nước, nước suối. Nhà vệ sinh. Bật đèn hết rồi. Ô. Sạch sẽ các bạn. Đẹp á. Khách sạn này quá ok luôn các bạn. Đơn giản đầy đủ. Sạch đẹp. Thơm tho. Quá được bạn. Đó. Thôi bây giờ mình để đồ mình ra phố cổ chơi các bạn.